vừa là đèn pin chiếu xa vừa là đèn cốp vừa là đèn báo động và tích hợp luôn sạc dự phòng có cả 500 để các bạn hít vào kim loại khi mà các bạn cần có cả cái phần móc để móc cho quần và cái dây để móc vào trong ba lô túi sách thì có gọi là quá đa năng không các bạn trên tay mình đây là cái đèn pin của Subfy có mã là D15 với nhiều cái tính năng như vậy thì cái thông số như thế nào cùng mình tham khảo nha đèn có tổng công suất là 18w bao gồm là đèn chính có công suất 10w nè đèn phụ COB công suất là 3w sạc dự phòng công suất 5w với đèn chính thì cho độ sáng tối đa là 676 lumen và chiếu xa được 256 m còn đèn phụ cho độ sáng tối đa được 133 lumen về chế độ sáng đèn chính có 5 chế độ bao gồm sáng mạnh sáng vừa sáng thấp chớp nhanh và SOS. Còn đèn phụ thì có 3 chế độ sáng, bao gồm sáng mạnh, nè, sáng vừa và nhấp nháy màu đỏ, phù hợp sử dụng trong nhiều tình huống và nhiều điều kiện khác nhau. Bên trong đèn thì có sẵn một viên pin 26650, dung lượng là 3.700 mAh. Khi mà các bạn bật độ sáng tối đa thì đèn duy trì được khoảng 3 tiếng rưỡi, còn các bạn bật độ sáng thấp hơn thì đèn nó sẽ sử dụng được lâu hơn nha. Bên hông đèn thì có một cái cổng giúp và được bảo vệ bằng cái phần cao su như thế này. Và cái cổng giúp này thì các bạn có thể là sạc cho điện thoại hay là cấp nguồn. Về cái dòng ga của nó thì nó là 5V 1A tương đương với là 5W nha. Toàn bộ thân đèn á thì đều được làm bằng hợp kim nhôm, có cái phần quăng như thế này thì các bạn cầm lên á, thì nó sẽ rất là bám tay và cầm cực kỳ là chắc tay. Về hợp kim nhôm á, thì các bạn biết rồi, độ bền bỉ của nó rất là cao nha. Các khớp nối trên đèn á thì đều có gòn cao su và kể cả cổng sạc cũng giống như là cổng USB bi thì đều được có gòn cao su nên cái đèn này nó có kháng nước á, là IPX4. Với tiêu chuẩn kháng nước này, các bạn có thể sử dụng trong điều kiện ẩm ướt hay là đi mưa cũng thoải mái luôn nha.